Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta tạm ngưng cốt truyện xíu để mình vô thử thách mình đánh. Thì nói chung là mình đang muốn đấu với lại cái thanh niên người Pháp này. Tên này khó đọc quá, Breu. Nói chung là thanh niên cũng được, nói chung là cái đội này giống như đội hiệp sĩ vậy các bạn. Toàn xài mấy cái con mà giống như trong thần thoại của phương Tây thôi. Nói chung là mang tính chất rất là quý tộc. Rồi, ok, thì bữa nay mình đấu với thanh niên này. Lần trước là mình đấu thì dạng như cái kiểu của nó là cái kiểu nó làm sao ta, cái kiểu đó giống như giới thiệu bài thôi, nó quýnh chưa hay, bây giờ vô thử thách nó quýnh mới là quýnh thiệt nè, còn nãy bữa quýnh là quýnh thường thôi. Rồi đây để coi bộ bài này nó cao minh như thế nào. Rồi đây em đợi mấy con linh thú của anh. Rồi để như vậy thôi, coi ảnh có chiêu gì lợi hại. Chó địa ngục đây, sẵn sàng ứng chiến. Úp bài xuống à. Úp lá này xuống à. Ê trời ơi, trap nhiều quá. Rồi, trap nhiều thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ngửa mặt lên xem mặt tí coi. Ồ. Chà, nguy hiểm. Khoan đã, úp cái lá này xuống đề phòng ảnh chơi mình các bạn. Rồi, bắn. Biết ngay là có chiêu mà làm gì không có. Hất bài vô à. À rồi cái này thì không sợ. Tại vì đơn giản là lá bài mình còn đây. Có tâm Nga tài tuyết ở đây rồi thì mình không sợ các bạn. Con này tên là Apelio á, một con gì đó trông khá là giống sư tử các bạn. Đây con này lực công của nó là 1800, mình phá là dư sức, chấp nhận luôn cho cả 1800 với mình dòm thành vấn đề. À có ra cái ghi à, để đông đông mà chơi mới vui. Cái ghi rồi phá một con úp thủ xuống vậy có gì đâu mà nói. À, rồi ok ok, hay đấy ông anh ạ. À, để từ từ đấy, có ảnh retour hay ảnh làm gì ra cái con. Ê, xin lỗi, không phải retour các bạn, xin lỗi. Cái bản này là bản nó chuyên về syndrome. Rồi lại hất bài mình vô nữa. Rồi là đây, hình như đây là retour thiệt. Cái lá này là lá retour mà. Ủa sao nó hất vô lại rồi. Ủa vậy là sao, ai đó giải thích giùm tôi xíu rồi. Cái gì trời, thì kêu gì thế này. Cái này là con cá heo hả. Rồi quăng bài xuống, hất cáp mình vô. À hay. Cái này gọi là cái gì đây. À cái này là fusion, nó là dạng fusion gì vậy. Cái hệ này là hệ lửa thì mình biết rồi. Chà, lợi hại à ngang. Lợi hại. Cái gì nữa. Để coi lợi hại tới mức nào. Mà dám tỏ ra oai phong lẫm liệt như vậy. Rồi, hãy xem tuyệt vọng chiến phủ của ta đây. Rồi, đây anh em bắn. 2009. Ây chà, bộ bài này xem ra nó cũng có cái sự lợi hại của nó đấy chứ không phải không. Nhưng mà xui quá, nó cái sự lợi hại đó là không đủ để thắng mình. Như mình vẫn hứa như mọi lần ha, đó là mình sẽ đánh 4 gián các bạn. Vấn đề là mình thấy là mình chưa đánh tới gián thứ tư mà đối phương đã muốn tiêu rồi. Rồi không đánh tới gián thứ tư mà anh đây đã chịu hết nổi rồi đúng không. Thử này. Rồi thôi, gián đầu em thắng, coi như là anh chưa phi triển được nội công của mình. Tại nãy mình không hiểu tại sao ảnh gọi được con đó ra, tự nhiên nó lại văng ngược vô. Mình không hiểu lý do luôn á. Rồi đây đấu lại gián thứ hai. Để coi thanh niên này có cái gì lợi hại. Hy vọng là lần này mình sẽ được chứng kiến ảnh phi triển nội công ha. Chứ như nãy là mình mới thấy ảnh có cái chiêu đánh lắc léo là ảnh thất bài mình vô thôi. Nói chung là bộ bài này nãy giờ mình thấy là ảnh thất bài mình vô chả có gì đặc biệt. À mình nhớ là người được đi trước à. Ngon. Rồi đây. Con quỷ này của mình ra trận luôn. Cái này là lính quỷ các bạn. Nhưng mà dạng quỷ là quỷ cao cấp á. Tại cái chữ này nó cao hơn cái chữ kia luôn các bạn. Rồi cái gì đây. Anh bỏ một lá bài xuống để dặn để tăng tỷ lệ ra bài thôi. Rồi
Con này là con 2004 luôn hả? Cũng ghê đấy, nhưng mà phản đòn chi thuật 2004 nhá ông anh. Dễ ăn được em đâu, ra được con rồng. À con, ơ, con rồng gió các bạn ơi. Con này là con rồng gió đấy. Bình thường là phải bỏ hai con lá bài hệ gió ra mới gọi được nó ra đấy. Ôi trời ơi, hảo hảo thế nha. Ồ, thì ra là cái lá bài mod là cái hồ gió bên kia là nói là cái lá này à. À, ảo hấp vô hả? Hơi thất vọng nha. Lá gì đây? Ủa lá này ngửa lên gì vậy anh trai? À, à hay hay hay. Nhưng mà 200 mày làm gì nhau? 2222 thừa nhận là hay. Ra bài quá nhiều hơi bị xui nha. Cái gì đây? Ờ. Ây chà, võ công mày lợi hại. Rồi cũng được, cho bắn đó. À, thì ra là vậy. Hiểu rồi. Rồi đây chính thức được gọi con này ra đúng không? Rồi ghê 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 ghê. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Chứ là bộ bài này có bao nhiêu phụ thuộc vào con rồng gió rồi các bạn. Con này là con Tempest Dragon Ruler of the Storm. Có nghĩa là con này là con rồng bão. Rồi mà không sao, con này nó clip thì mình thủ được thêm mình chập nữa. Rồi đây. Sợ gì đâu. Chà, số xui thế nha. Mình thì đang cần tấn công mà nó cứ ra bài như vậy thì hơi dở. Con này ngửa lên làm gì? À. Rồi ok, lợi hại. Nhưng mà con này đang điểm công bằng không nha. À ha 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 ha. Bộc phá chi thuật. Rồi, Ghost Rider đâu? Rồi giờ mình xả con cá heo này ra làm sushi ăn nha. Xúc nó. Cho hành sashimi luôn. Này thì cá heo hả? Rồi đây. Bộc phá chi thuật. Gì đây? Hả? Lợi hại. Đó phải như vậy thằng em anh mới nể chứ. Mà tính ra dáng này nó giống như máy nó set cho mình thua hay sao ấy vậy. Tại mình toàn ra quái không, mình chả có một cái lá trap lá gì đi hỗ trợ cả. À nó là bị văng vô à. Rồi thôi kể như ảnh xui. Gì nữa? À rồi, ảnh là cứ phải văng ra văng vô vậy thôi. Rồi ok, không sao, không sao, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Biết vậy đây, heo lá không ấn luôn cái con này cho rồi. Cái con này giờ ra không ý nghĩa gì, mình đang đâu có cần nó rồi hiện giờ đâu. Đeo heo nó chẳng qua là để dễ xung quanh thôi. Con này là con phá mình luôn hả? Rồi ok, cũng được. Ờ, lại văng vô à. Rồi số nhỏ rồi. Rồi hay quá, Tam Nga Tề Tuyết. Rồi lợi hại đấy, lợi hại đấy. Rồi đây. Rồi vậy gọi đủ ba con ra luôn. Đứng vàng ngang dọa ma ảnh chơi. Rồi đây. Nói chung là tại hạ, các hạ đây cũng là lợi hại đấy. Xin nhận của tại hạ một rìu. Sau đó là nhận của con chó này một cạp. Chiến thắng. Cái lá bài này là gì nhìn cái hướng này. Rồi ok. Vô tiếp để coi coi chúng ta đấu với nhau như thế nào. Ây chà, bị cắt bài rồi, buồn quá. Bị cắt mất cái bao rồi. Thôi được rồi, bao này cũng không quan trọng, cho cắt đó. Bao kia đừng cắt nha. 9 tháng 10 ngày sau là anh biết hậu quả liền đó. Rồi đây xin để lá này xuống.
lá này quăng ra. Vô đi. Ây da. Rồi, Hảo Hảo. Con Elder thôi, có gì đâu mà cắn. Con này tính ra cũng tầm thường à, mà hai con nó dung hợp lại thì không tầm thường. Rồi, đây gọi ra cái con. Và hình như một ông già cưỡi trên lưng con sư tử bỗng nhiên biến thành một cô gái. Thiệt là vãi lúa quá đi. Vâng, rất vãi lúa các bạn. Rồi, bộc phá chi thuật triển khai. Hả? À, nó kháng bộc phá chi thuật của mình à. Quả nhiên lợi hại. À, cái con này xem ra cái cách nó dung hợp và tương đối là dễ chơi đấy. Nếu mà ai ngồi lên lưng con sư tử này đều biến thành một cô gái các bạn. Vâng vâng vâng. Rồi đây gọi luôn lá bài này ra coi nó có gì lợi hại. Rồi quăng thêm cái lá này xuống. Tam Nga Tè Tuyết ngay. Về dùng võ công của phái Nga Mi, chúng ta trấn cái đợt tấn công của đối phương liền. Cái gì đây? Lại bị hất vô. Thiệt là buồn quá đi. Cũng may là có lá bài này dự phòng á. Rồi đây. Để coi coi thanh niên này lợi hại tới mức nào. Nó bị hấp vô nữa à. Rồi quăng ra. Rồi bắt đầu dung hợp. Rồi ok. Wow, lợi hại. Mà hên quá mình đem theo tới 2-3 lá Kamayoko lận nên chả sợ. Nó nhảy ra nhảy vô kiểu gì thì cũng vậy thôi anh trai, không đánh được em đâu. Giờ sổ ra được á, ra kia ghi thì tốt. Con này nó thủ 1000 hả, vậy mình cho nó biến. Lấy trái cà thôi, chưa cần phải động binh rồi. Đây anh em đâu bắn. Thế là hết fusion nha. Phiêu cái chả sành. Cho phiêu diêu luôn. Rồi một con Elder. À nhưng mà đó ảnh có cái con này. Còn lại một em nữa. Hấp dẫn đấy. Hấp dẫn hấp dẫn. Xem xong lâu lâu vẫn thấy có chút gì đó hấp dẫn. Nhưng mà có ra con gì cũng chịu với con này thôi. Rồi hay quá quá hay. Ôi hay quá xa là hay. Hay 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 quá hay quá hay quá. Rồi hãy xem đây, kéo dò chi thuật. Kéo bảnh thú lợi hại hen. Cái này lợi hại nữa hết. Chết màu. Ambush rồi. Phục kích. Chà lợi hại lợi hại lợi hại. Lợi hại lợi hại. Quả nhiên lợi hại. À, cái này thì mệt rồi nhé anh trai. Lật quá thôi gì đâu, bắn con này các em gọi lá khác ra liền. Ngon nhào vô. Rồi cũng là một lá bài gì đó trông rất lợi hại. Một con chim điện nhìn hao hao với con gì bên Pokemon đó nhỉ. Ba con chim, một con chim băng, một con chim lửa, một con chim sét. Rồi sau đó xuất hiện con chim biển nữa. Cái đó là cái movie gì của Pokemon đó nhỉ. Ôi cái con này nó cũng khôn, nó biết thấy khó nó tự dằn vô nữa chứ. Đó né được Kamayoko rồi đâu có vừa. Rồi dung hợp ra tiếp. Rồi cũng ghê. Nhưng mà anh có biết là em để cái lá tráp này em đợi anh lâu lắm rồi không? Cái gì nữa? Trời
trời ơi, mình mệt với cái bộ bài lắm rồi nha. Cái con thú này nó sao cứ như ngọn lửa bất diệt vậy. Ây chà, thiệt là lợi hại quá đi á mà. Phá. Bây giờ thì mình không thể làm gì được anh ấy rồi. Ây chà, dáng thứ ba này tại hại bắt đầu, tại hại bắt đầu thấy phục phục rồi đó nha. Nhưng là cũng thấy mộ dung phục lắm rồi đấy. Dăng vô nữa hả? Bộ này thấy mệt nha, cứ dăng ra dăng vô hoài. Nói chung là bộ bài này xem ra vô lý nhưng mà cũng khá là như là nghe hư trúc nhưng mà cũng khá là mộ dung phục chứ đùa đâu. Rồi. Rồi cho bắn đó. Tất nhiên rồi. Lấy lá bài nào lên vậy? Lấy con này đi. Mình chơi ảnh. Bắn một cái mất 500. Cái gì lại có mấy con này nó dễ spawn ra. Mình đè cái lá bài mình lên cho nó dễ. Trời ơi sao lại ra cái lá bài này. Mình cần một số lá bài khác. Làm ơn ráp là dùm lá bài nào có giá trị một chút đi. Chứ cái con này mà không diệt nó thì mình cũng mệt. Rồi văng vô. Rồi sau đó dung hợp mấy phát rồi lại văng ra. Văng ra rồi lại văng vô rồi lại văng ra. Trời ơi, mình cảm thấy mệt mỏi với cái bộ bài lắm rồi đấy nhé. Rồi thôi bắn lẹ ăn phát giùm em cái anh ơi. Mình mà đem theo con bọ ăn thịt người ở đây là ảnh mệt với mình chứ đùa đâu. Nữa hả? Chà, cái này toàn chơi kiểu mãnh thú không ơi. Rồi đây gọi thêm bài ra đây. Tất nhiên là phải gọi thêm ra rồi. Tăng tỷ lệ ra bài của bên mình lên nào. Cho bắn phát luôn, sợ gì đâu. Xin ảnh 500. Rồi, tiếp tục. Ồ, ra một con khác nữa. Lần này là cởi cá heo các bạn. Toàn là nữ chiến binh mà cởi thú không. Chà, lợi hại quá. Quá lợi hại. Để ra trái cà để làm cái gì vậy hả trời. Mình phải xử cái con sư tử này mới được. Rồi chó nhào vô cắn chết sư tử nó cho anh. Hả gì đây. WTF. I can't believe it. Không thể tin được. Biết cái tài của các hạ rồi. Bên bọn mình có đem cái bình ta. Giờ phải có cái bình để mình rút bài ra mình chơi. Chứ cứ về hoài thấy mệt quá rồi đó. Tại mỗi lần mình rút được có một lá thôi. Mà bữa mình nói các bạn là mình cất cái bình của mình vô rồi. Thành ra bây giờ nó không, mình không có lá nào để rút bài ra cả. Trời đó, anh còn chơi vậy để nó rút bài nữa. Biết vậy giờ mình, nãy giờ mình chơi bộ rút bài với cái anh này. Tất nhiên rồi. Gọi lá này lên nữa. Đây. Anh lì lắm em ơi. Nó bắn cho một cái là thấy mấy chục con trời luôn. Cái gì nữa. Cày thế nha. Giờ kiếm được cái lá ra kia ghi làm một hơi thôi là vui rồi. Chỉ cần kia ra được cái lá ra kia ghi thôi, mình làm một phát ra đi hết nguyên cái đám này. Nó cứ như vậy hoài là mình không chơi được. Trời đất. Cái gì vậy ông thần. Cái lượt này ông đi hơi bị lâu rồi đó nha. Ông chơi ông rút bài kiểu này mình cũng chịu trận luôn. Cái con này nó còn kháng được cả Kamiyoko của mình mới ghê. Để ra con này làm gì trời.
ra dùm cái lá bài này nó rất là trấn được mấy con này cái coi. Cái con này nó cứ khả năng này của nó kinh thế nhỉ, nó cứ hiến tới con coi rồi nó tăng thêm 500 điểm công các bạn. Chà, hai ván đầu bộ ảnh thả mình các bạn, hoặc là ván này mình xui. Cái kiểu nó văng ra văng vô nhiều mình cũng không có chơi mìn được nữa, tại mình cài mìn vô nó văng vô cái lắm, cái chế mìn mình nó bị hủy luôn. Chơi cái bài đau thế nhỉ. Rồi giờ ra giùm một cái lá nào đó có giá trị cái coi, nó dùng hộp liên tục luôn. Mình mà đem cái bình theo hồi nãy giờ nó chết với mình, chắc phải ra lấy cái bình cyber vô quá. Ra lá này thôi, tôi xin hàng nãy giờ mất thời gian có biết về hàng sớm. Nhìn lại cái bộ bài của mình cái rồi để coi nào, mình đem theo mấy cái lá này nãy giờ xui quá, nó không ra được mấy cái lá mình cần. Hai con Summon Queen luôn rồi này, nó cứ sổ ra mấy cái lá bài này thôi. Cái sân của mình cũng không có đem theo, 42 lá là hơi ít à, thôi kệ, cái lá này cứ cầm đi vậy, hy vọng là tới lúc có thể dùng được. Rồi đây vô đấu ván thứ tư các bạn. Đây rồi thắng 2 thua 1 nha, để coi bữa nay mình thắng hay mình hòa. Rồi ok, như biết cái sự lợi hại con sư tử của anh rồi, tiếp tục thắng. Rồi cho thằng em anh thấy tài năng của anh đi. Rồi khoan, vậy giờ mình thủ trước để dụ anh đánh mình. Anh đánh một cái mình dùng bộc phá chi thuật ngay. Rồi bỏ bài xuống đi. Rồi con rồng gió đúng không? Bộc phá chi thuật. Rồi cũng ghê, ba lá tráp luôn, mình lại không đem ma điểu linh vũ theo, hơi dở. Mình khoan quăng cái tâm nga thời tuyết ra các bạn. Rồi đây. Rồi vậy là không có gì, mình hơi đa nghi mà cũng không thể không đề phòng. Rồi con sư tử này cũng ghê đấy, ghê. Dở rồi chú em. Rồi nằm đây. Chưa có con nào để nó chơi mình đúng không? Rồi con quỷ của tôi đâu? Dở hai lá này lên chuẩn bị tổng tiến công. Rồi con quỷ này tát cho nó một phát nha. Này thì láo hả? Rồi mỗi điệp viên lên sọc cho nó một sọc nè. Này thì hiệp sĩ của nước Pháp hả? Triệu hồi sư của nước Pháp hả? Đây là sức mạnh vật lý đấy nha. Này thì dùng sức mạnh ma pháp này, trưởng trưởng chiếu chiếu dọa người hả? Đây. Cái lá mới úp xuống là cái lá mình nghi ngờ, tại nãy giờ mình công ảnh mà ảnh không đỡ được. À trời ơi, thì ra là cái lá này. Rồi xong. Rồi giờ có lời nào cuối cùng để nói không? Như là bộ bài này mà không ra được con sư tử thì cũng không có gì đợi là lợi hại lắm. Lợi hại mức tập trung thôi. Mình mà chơi kéo bài là bộ bài này nó đi ngay, tại nó phải chơi phong ấn đó các bạn. Để mà nó có bài nó kéo, còn cái này nó mình mà kéo bài nó xuống mộ hết là nó chịu luôn. Cũng may là cái này mình đánh quân tử với mình đem ba con sâu theo nó chết với mình. Ba con sâu là ba con sâu màu tím mà mỗi con rút 5 lá bài nha, được phải ba con sâu kia nha, đừng hiểu lầm á, tội nghiệp lắm á.
Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.